Xin chào, đây là tổ hai xinh đẹp và bài thuyết trình của tụi mình. Đây là các nguyên liệu cần dùng, chúng rất rẻ và cũng rất dễ tìm, đúng không? Nào, chúng ta cùng bắt tay vào làm. Đầu tiên chúng ta lấy đất sét vo thành các cục tròn nhỏ để làm peroxisome và liposome. Sau đó chúng ta tiếp tục lấy đất sét nặn khuôn để làm khuôn ti thể. Nhớ nặn thật đều và đẹp nha. Sau khi đã nặn xong rồi, chúng ta lại tiếp tục đi phơi khô ngoài nắng. Chỉ cần trong 2 giờ đồng hồ là chúng ta có thể sử dụng tiếp được rồi. Thật nhanh đúng không? Bước tiếp theo, chúng ta hãy xé các bìa tập ra, chỉ chừa lại mảnh giấy trắng bên trong thôi. Nhớ vứt rác đó. Đây, chính xác là như vậy. Sau đó, chúng ta tiếp tục lấy màu nước tô lên những tờ giấy trắng mà hồi nãy chúng ta đã tách ra được từ các bìa tập. Vàng cam thì cho lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn, còn vàng xanh thì cho bộ máy Golgi. Nhớ tô thật đều và đẹp nha. Tiếp tục dùng màu tím mộng mơ để tô lên miếng xốp, cũng là nhân đó. Tô thật kỹ nha. Rồi, lấy tất cả những thứ mà mình tô nãy giờ đi phơi nắng cho khô thật khô. Về nhà, lên lấy cái bóng đá của thằng em trai lên để tiếp tục làm màng sinh chất cho tế bào nha. Cắt gì mà lo thế không biết. Sau đó ghép đôi lại để cho màng sinh chất của ta được dày hơn. Tiếp tục ta cắt dây điện thành các khúc nhỏ để làm các khung xương cho tế bào. Cắt màu xanh và màu đỏ luôn nha. Lấy những tờ giấy ban đầu đã được tô màu và đã phơi khô, đem vào gấp nếp và cắt thành các miếng cho vừa vặn với lại nhân tế bào. Bộ máy Golgi thì cũng như vậy, nhưng có điều ghép 5 miếng ấy lại thành một bộ máy Golgi hoàn chỉnh hơn. Vậy là chúng ta sắp hoàn thành rồi đó. Bước tiếp theo, dùng bút đen chấm lên để làm liposome cụm chân. Và đó cũng là lưới nội chất hạt. Sắp xong rồi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần dán những thứ chúng ta đã làm lên tấm niêm thanh nữa mà thôi. Cố lên. Những mảnh giấy thừa hồi nãy chúng ta cắt thành những miếng nhỏ, sau đó gấp nếp và bỏ vào khuôn của thi thể. Ta-da! Và đây là thành quả của bọn tớ. Nhân tế bào sẽ chứa thông tin di truyền được thông qua hệ thống sống của tế bào. Lưới nội chất trơn sẽ tổng hợp lipid chuyển hóa đường phân hủy chất độc. Ribosome sẽ tổng hợp các protein trong màng tương và ti thể sẽ là hô hấp nội bào và cung cấp năng lượng. Protein ở lưới nội chất hạt sẽ được vận chuyển tiết ra dưới dạng túi tuyết. Sau đó, bộ máy Golgi sẽ hoàn thiện, đóng gói và xuất các protein hoàn chỉnh. Cuối cùng là màng sinh chất sẽ xuất protein trong các túi tuyết dưới dạng xuất bào.
Và đó là toàn bộ video của bọn tớ. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment lại phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip. Và cảm ơn các bạn trong tổ 2 đã cùng đồng hành với mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye.